Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kvlog Thế Giới Song Song nha cả nhà. Thì hôm nay đã lâu rồi mình cũng không đến cái chỗ mà cái cô gái. Thì hôm nay mình đến đây mình cúng nha cả nhà. Mình có mua một số trái cây cũng như là bánh, nhưng mà ngặt cái mình tìm cái bộ đồ đốt cho cô gái thì kiếm không gặp. Thôi giờ mình đặt máy cả nhà. Cái này mình cũng có mua bánh lại cúng cho cô gái này, cúng trái cây nữa nha. Con dành dựng máy nè. Thì cả nhà ơi, hôm nay mình thì đến đây mình cúng cho cái bông linh cô gái này. Thì lần trước cô cũng nói là cô đói, cô lạnh, nhưng mà chắc mình cũng chạy vòng vòng mình kiếm mà không thấy ai bán đồ cả nhà. Chắc ngày mai ngày mốt thì mình trở lại lần nữa mình mua đồ mình đốt cho cô gái. Thì ở đây mình có mua dĩa trái cây với lại bánh cả nhà, dĩa trái cây với lại bánh cúng của cô gái. Thì bây giờ mình sẽ tắt cái đèn này và bật cái cam hồng ngoại đi nha cả nhà.
Khi mà cô đủ cái tuổi thọ của cô thì cô sẽ được giải thoát và về
Thì cả nhà ơi, mình không biết sao nữa, mình hỏi một hai tiếng thì cô lại không ở đây nữa cả nhà, bỏ đi mất tiêu. Hay là có lẽ cô chưa có tin mình. Thì mình cô chỉ xuất hiện cho một chút xíu gì đó cho mình nhìn thấy thôi cả nhà. Mà không biết cô có xuất hiện lâu chưa thì mình không có biết nữa cả nhà. Chứ mà mình khi mình đọc cái bài chú mình tự khai nhãn cho mình đó, thì mình làm ba lần như vậy mình mới mở ra được, mình mới thấy được cái này. Cô không hiểu tại sao, cô làm này mình về đi. Có lẽ chắc cô chỉ xuất hiện một chút xíu rồi. Mình sợ là cô không có tin mình. Thì đây mình có cúng trái cây này cả nhà. Hay là mình không có đem quần áo cho cô không? Mình cũng không hiểu. Thì cả nhà ơi, hồi nãy mình hỏi không biết cả nhà có nghe hay không, thì mình hỏi cô là lần trước. Mình xin lỗi cô là lần trước mình có đến đây, mà mình có hứa là em cũng như là trở lại sẽ mua quần áo cho cô, cũng như là bánh cho cô ăn, đốt quần áo cho cô mặc, mà mình tìm thì thiếu một món là cũng như là quần áo, bộ đồ cho cô. Mình sợ là cô không có đủ niềm tin chứ với mình cả nhà. Mình hỏi một đôi chuyện gì đó là cô lại biến mất rồi. Thì lần này thì cô nói là mình hỏi cô, nó cô chỉ là cho mình biết được là như cô thì chỉ đợi tới cái tuổi thọ cô đi thôi, thì cô vẫn còn ở đây. Thì mình muốn nói cho cô biết là mình muốn khuyên cô tìm một cái trường học đạo để giảng, để mà học thêm sau này tới cái tuổi thọ thì cô đi thì nó được cái phần là mình có thêm một cái đạo, thì mình có thể siêu thoát được cái cõi là cõi trời hoặc là cõi tiên. Nhưng mà mình nói chưa được mấy câu cũng đi mất tiêu rồi. Có lẽ chắc lần sau mình sẽ đến, mình thành tâm hơn, cũng như là mình muốn cho cô gái đó biết được là mình có cái lòng tốt, mình muốn giúp cô gái đó, chứ không phải là mình đến đây với là cái tâm địa không tốt đó nha. Thì thôi, bây giờ mình sẽ dừng cái máy và đi về cả nhà. Thì hẹn cả nhà vào một lần kế tiếp nữa nha cả nhà. Thì lần sau mình sẽ đến cố gắng mua đầy đủ đồ hơn cúng cho cô. Thì bây giờ mình xin tạm dừng nha cả nhà. Hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha.